Đây, cho cả nhà làm mí, mũi và môi sau 10 ngày nha. Mí Ấn Độ, mũi cao tây, môi trái tim mà cắt môi trên nha. Đây, quay các góc cho cả nhà xem luôn. Rất là đẹp. Đây, mí sau 10 ngày nhắm mắt lại. Đây, không sẹo, không gì hết nha. Rồi mở mắt lại nha.